và chúng ta là thấy được cái việc đánh theo xu hướng của thị trường nó đóng cái vai trò quan trọng như thế nào khi mà hiện tại ngày hôm qua thì chúng ta đã có một cái nhịp tăng trưởng lên của Bitcoin lên đến 26.200 Tuy nhiên đến vào khung giờ chiều thì chúng ta đã thấy là giá đã quay về lại cái điểm xuất phát của nó ở 25.800 Và thậm chí kéo một cái râu nến rất là thấp về 25.600 Và gần như tất cả những cái nỗ lực tăng lên ngày hôm qua, ngày trước đó chúng ta thấy được phe mua cũng cố gắng để đẩy giá lên Tuy nhiên là cái xu hướng chính của thị trường vẫn là cái xu hướng giảm khiến cho giá chỉ lên được trong một khoảng thời gian ngắn Và sau đó lại liên tục gặp áp lực và đi xuống giống như cái cách mà giá nó đã lên và phiêu xong cái đường gáp ở 27.000 lần hôm trước đấy thì ngày hôm qua nó cũng xuất hiện một cái cặp nến tương tự thì chúng ta thấy được rằng cái việc chúng ta đi theo đúng cái xu hướng của thị trường là xu hướng giảm cho giai đoạn hiện tại là một cái điều hết sức là quan trọng bởi vì nếu mà chúng ta đi ngược với xu hướng thì có thể là bị thanh lý những cái lệnh đó rất là nhanh và cái lực hỗ trợ của thị trường nó không có thì sẽ dẫn đến cái rủi ro cho các cái lệnh của chúng ta rất là lớn cho nên đó là điều mà mình luôn luôn nhắc nhở anh em trong lúc mà chúng ta đang giao dịch tại những cái thời điểm như thế này wow. Trading. Hello xin chào tất cả anh em đã đến với channel của Farm Trading ngày hôm nay và chúng ta đang ở ngày 9 tháng 9 và hôm nay chúng ta đã bắt đầu bước vào ngày cuối tuần rồi, ngày thứ bảy. Thì hôm nay chúng ta sẽ có hai ngày cuối tuần, ngày hôm nay và ngày mai. Thì khả năng cao là đối với như thường lệ thì thị trường vào cuối tuần nó cũng khá là thiếu thanh khoản. Thành ra là những cái đợt sóng lớn nó sẽ không có xảy ra nhiều. Và chúng ta cùng nhau điểm lại về tình hình của Bitcoin sau những cái pha pump đùm ngày hôm qua. Chúng ta đã có một cái nhịp tăng lên của Bitcoin 26.300 vào ngày hôm qua khi mà đóng nến ngày tại gần sát cái giờ mà đóng cửa thì giá nó đã được đẩy lên 26.300 và ngay lập tức đến chiều ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy là giá nó đã quay về lại cái điểm xuất phát và gần như cái nỗ lực tăng này nó không có được ghi nhận và nó đã gặp một cái áp lực cực kỳ lớn của phe short và đẩy giá đi xuống và cái điều này nó cũng thể hiện cho chúng ta thấy được rằng cái vùng giá hiện tại là một cái vùng giá khá là nguy hiểm tức là càng lên thì giá nó sẽ nhanh chóng bị đạp xuống và thấy được rằng cái việc mà áp lực bán hiện tại là đang cực kỳ lớn nhưng mà bên cạnh đó ở trên khung D1 thì chúng ta thấy được rằng ở cái vùng giá dưới tức là nền giá dưới 26.000 từ giai đoạn trước và cho đến bây giờ là hai dưới 25.500 là một cái vùng đang xuất hiện rất là nhiều râu đến ở trên khung D1 và thể hiện rõ ràng rằng đây là cái lực mua nó đang hỗ trợ cho giá ở cái vùng này 25.300 đến 25.500 tại giai đoạn hiện tại. Tuy nhiên là đến một thời điểm mà cái lực mua này nó không có được hấp thụ hết tức là cái việc bán nó vẫn áp đảo hơn so với việc mua thì có nghĩa là những cái người người ta đã phân phối hàng ở khu vực trên này cho những người mua ở giai đoạn dưới này thì cái điều đó nó sẽ xảy ra và nó sẽ kết thúc và đến khi cái nhịp đó nó kết thúc thì nó sẽ khiến cho thị trường chúng ta sẽ bị break out ra khỏi cái vùng này và mình đối với quan điểm cá nhân thì mình vẫn giữ nguyên cái plan đó là cái vùng giá hiện tại thì trước sau nó cũng sẽ bị phá vỡ và nó sẽ tiến đến cái vùng target là ở dưới 25.000 và bắt đầu sẽ chúng ta sẽ quan sát cái vùng nó rải rác ở tầm khoảng 23 đến 20.000 thì đó là cái khu vực mục tiêu Tuy nhiên là nói như thế không phải là giá nó sẽ gãy nhanh và ngay lập tức mà nó sẽ cần phải có một khoảng thời gian. Cho nên khi mà anh em xem những cái kế hoạch của mình thì mọi người phải biết là mình đang review trên những cái khung nào. Ở đây chúng ta đang nằm ở trên khung D1 tức là khung nến ngày thì nó sẽ mất một cái khoảng thời gian tính bằng vài ngày đến khoảng tuần hoặc là thậm chí là nhiều hơn thì nó mới đi đến những cái vùng giá mà chúng ta đang chờ đợi và những cái vùng ở dưới này thì mình đã nói rất là nhiều ở video ngày hôm nay mình sẽ không có nói lại và bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái khung nhỏ để tìm những cái vùng giá và có một cái chiến lược giao dịch hợp lý trong ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta đi vào trên khung H4 thì mọi người cũng thấy được rằng cái nhịp ngày hôm qua chúng ta đi lên và sau đó có một cái cặp nến cực kỳ xấu như thế này và khiến cho giá bị áp lực và đạp xuống thì cái nhịp giảm này nó thể hiện khá là rõ ràng ở đây và cái nhịp này thì cũng là một cái nhịp test hợp lý của giá khi lên test lại đường MA89 ở trên khung H4 và nhanh chóng sau đó là giảm xuống. Đối với các cái nhịp đi theo MA thì thông thường nó sẽ đi dưới MA34 một cái khoảng thời gian nếu mà nó không có đủ cái độ bán mệnh để mà gãy ra khỏi cái vùng cái đường nêm này hoặc là khỏi cái đường hỗ trợ ở bên dưới này thì nó sẽ có xu hướng lên để test lại đường MA89 và đồng thời lấy thanh khoản ở khu vực trên này và sau đó giảm tiếp. Và đối với cái việc ngày hôm qua thì cũng ghi nhận là nó đã lấy xong cái vùng thanh khoản ở vùng 2 MA89 quanh mức là trên 26.000 và hiện tại đã giảm xuống và giao dịch ở dưới 26.000 900 Và ở đây chúng ta thấy tiếp tục giá vẫn bám sát đường MA89 Và vẫn chưa thể nào vượt qua được Gần như những cái cây fake out này là những cây vượt qua duy nhất Còn lại chúng ta sẽ không thấy bất kỳ một cây nến nào của BTC có thể vượt qua được đường MA89 trong suốt những cái khoảng thời gian sideways này và đó là cũng là một cái điều cần lưu ý khi mà nếu mà chúng ta xuất hiện những cái cây nến nó vượt qua đường MA thì chứng tỏ là lúc đó có những cái lực nó đang cố gắng thay đổi cấu trúc sóng của thị trường thì chúng ta sẽ để ý và mình sẽ nhắc và nót lại cho anh em nếu có những cái điều đó nó xảy ra còn lại trước mắt thì ở đây chúng ta đang thấy được rằng giá vẫn đang duy trì dưới đường MA và tiếp tục cái xu hướng giảm là mình vẫn view xu hướng giảm đối với Bitcoin trong ngày hôm nay và chúng ta sẽ đi vào những cái khung nhỏ thì chúng ta sẽ có được những entry. Ví dụ như ở đây chúng ta đang thấy được trên đường khung M30 giá liên tục nằm dưới đường MA và thậm chí là nó chờ đến khi nào đường MA3489 cắt nhau ở trên khung nhỏ M30 thì giá nó mới tiếp tục giảm và nó chỉ xe quay ở vùng dưới này để chờ đường MA đi xuống mà thôi. Thì đối với cái nhịp này ở trên khung nến nhỏ M30 thì chúng ta thấy được rằng áp lực bán của giá là cực kỳ lớn thì ở quen cái ngưỡng khoảng tầm 25.800 đến 26.000 thì mình vẫn xem đây là một cái vùng entry để chúng ta vào short khá là đẹp và stop loss hoàn toàn khi giá nó vượt lên khoảng tầm 26.200 thì chúng ta sẽ cắt các cái lệnh đó khi giá nó hồi phục lên đến vùng trên này tại vì cái vùng ở giữa này thì giá nó sẽ đi rất là nhanh cho nên là nếu nó break out ra khỏi vùng này thì chúng ta sẽ cắt toàn bộ lệnh ở trên này tại vì tránh các cái trường hợp nó có thể lên cao hơn để thanh lý những cái lệnh short và đối với ở đây thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái vùng 25.800, 25.900 vẫn là một cái vùng anh em có thể ngắm để giao dịch ngắn hạn trong ngày hôm nay. Và target của chúng ta chốt lãi thì sẽ nằm ở quanh những cái vùng đáy cũ tức là khoảng 25.600 đến vùng thấp hơn đó là 25.500 thì anh em cũng nên chốt lãi và chúng ta có thể là đảo được nhiều vòng và cứ chờ lên thì chúng ta xót xuống chờ lên chúng ta xót xuống tìm entry và đánh xuống thuận theo xu hướng của thị trường và ở giai đoạn này thì thường nó cũng sẽ không có thể hiện một cái xu hướng rõ ràng thành ra là chúng ta sẽ cố gắng chốt lãi và scapping thực dụng có lãi chúng ta nên bỏ túi và chốt ngay không có gồng quá là lâu và bây giờ cũng sẽ rơi vào hai cái ngày cuối tuần thì thông thường hai ngày cuối tuần thị trường nó cũng khá là kém thanh khoản cho nên là chúng ta cũng giảm bớt cái kỳ vọng là thị trường nó sẽ break cao vào những ngày cuối tuần này và thông thường nó chỉ đi sideways mà thôi cho nên là có lãi chúng ta cứ đến cứ chốt lãi nếu mà không thì giá nó sẽ vòng lên lại thành ra chúng ta mất và cứ đến như thế thì đến khi giá nó vòng lên chúng ta lại có một entry mới chúng ta đến tích lũy ở cái giai đoạn này đó là một cái chiến lược giao dịch hợp lý ngày hôm nay thì một số các cái cặp nó sẽ ngừng giao dịch tại vì đi vào phiên cuối tuần ví dụ như là BTC CME thì nó sẽ không giao dịch thành ra không có gáp cái pha ngày hôm qua nó cũng là một cái pha hợp lý khi mà nó đã đi về và phiêu xong cái vùng gáp nó đã tạo ra ở trước đó trên vùng nhỏ M30 H1 hoặc là H4 chúng ta cũng đã thấy và nó cũng đã phiêu xong và ngày hôm nay thì cuối tuần chúng ta sẽ bỏ qua cái phần gáp này đối với ETH thì hiện tại nó cũng đang đi một cái nhịp tương tự giống như Bitcoin và anh em có thể là lựa chọn phương án tương tự cái nhịp sóng của Bitcoin đó là short ETH ở quanh cái vùng giá hiện tại. Mình đang làm video này là 1634, 1636, 1637 ở quanh cái vùng đó. Các chỉ số khác liên quan đến cái dòng tiền, đầu tiên là BTC.D, hiện tại là chúng ta thấy là BTC.D nó đi theo cái nhịp của Bitcoin là một cái nhịp giảm, khi Bitcoin giảm thì nó cũng giảm. Và ở đây thì có vẻ là nó đang muốn tiếp tục là một cái xu hướng giảm ở phần biến dưới này. Và chính cái điều này nó sẽ khiến cho thị trường hiện tại chúng ta có một số ít cái dòng tiền nó đẩy qua những cái đồng oncoin khác và giúp cho những cái đồng oncoin đó nó tăng trưởng một cách đi ngược lại với cái xu hướng của Bitcoin Mặc dù Bitcoin giảm nhưng mà những đồng coin đó nó tăng rất là mạnh và thậm chí là nó tăng nhanh Để tạo ra một cái độ FOMO và thứ hai là nó sẽ khiến cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta ở trên thị trường không thể nào bắt kịp được cái nhịp của nó Thì đó là cái cách mà thị trường nó luôn vận hành như thế và chúng ta sẽ thường chúng ta sẽ mất tiền khi mà FOMO vào những cái đồng coin như vậy Cho nên nếu những anh em nào mà FOMO sớm có những entry tốt thì chúng ta cũng tranh thủ khi nó bay chúng ta chốt lãi đi Tại vì nó sẽ có khả năng nó về rất là nhanh giống như những cái dự án như này thì liên tục điều này chúng ta đã thấy rất là thường xuyên rồi. Rồi, tăng lên sau đó tạo râu nến và nhảy xuống Ở bên chỉ số dòng tiền USDT.D thì hiện tại là nó vẫn tiếp tục quay trở lại cho cái nhịp sóng tăng Sau cái pha ngày hôm qua giảm về test MA89 hiện tại là đang ở mức là 8.15 thì ở vùng này chúng ta vẫn kỳ vọng và mình vẫn target là USDT.D nó lên đến cái vùng khoảng quen 8.5 tức là khu vực đỉnh cũ ở trên này thì đối với cái nhịp tăng lần này tăng lên đến khu vực trên này của USDT.D thì chắc chắn là thị trường chúng ta sẽ gặp những cái trở ngại và khó khăn rất là lớn khi mà dòng tiền nó sẽ ưu tiên chốt ra ngoài để giữ stablecoin chờ khi nào có vùng giá tốt hơn thì nó mới nạp vào để nó mua hôm nay thì thị trường DSI và ở bên vàng nó vào phiên cuối tuần thành ra nó sẽ không có giao dịch chúng ta sẽ không phân tích các chỉ số này total 1 total 2 và total 3 thì gần như nó đang đi một cái nhịp khá là chung và tương tự như nhau, mặc dù trong đó nó sẽ có một số ít những cái sự thay đổi nhẹ thôi. Ví dụ ở chỉ số là Toto 3 nó sẽ có những cái sự khác biệt nhẹ về cái nhịp sóng trong những cái khung nhỏ đối với chỉ số Toto 1 thôi. Thành ra là đối với cái nhịp này thì mọi người cũng hãy để ý giống như mình đã nói anh em rồi. Chúng ta đánh on coin giai đoạn này không phải là một cái giai đoạn có dòng tiền nhảy vào thực sự tốt cho nên là những anh em nào mà đánh long chúng ta có thể là scalping hoặc kênh và chốt lãi và đặc biệt là những cái dự án nào nó đang tăng thì mọi người hãy hạn chế cản tàu và chờ khi nào có dấu hiệu giảm thực sự thì lúc đó chúng ta mới vào bắt đầu bắt theo cái nhịp sóng giảm giống như cái con cyber này đấy ví dụ như khi mà nó giảm ở trên này chúng ta không thể nào sót ở khu vực 15 được và em em có sót thì chúng ta cũng không thể nào giữ đến giai đoạn bây giờ được và chúng ta khi mà nó đã cần phơm sóng giảm chúng ta có thể đi vào những khung nhỏ để chúng ta scalping thì nó vẫn có một cái nguồn lãi tương tự nhưng mà cái mức độ an toàn nó sẽ cao hơn trong ngày hôm nay thì ngày thứ bảy chúng ta cũng sẽ không có những cái thông tin tin tức nào quá quan trọng và hôm hôm nay và ngày mai chúng ta sẽ có hai cái ngày diễn ra cuộc họp G20 ở trên thị trường thôi thì những cái cuộc họp này về cơ bản nó cũng sẽ không có tác động quá nhanh và quá trực tiếp đến cái những cái biến động ở trên thị trường nhưng mà nó sẽ là mang tính định hướng đến những cái chỉ số những cái đồng tiền hoặc là những cái chiến lược trong thời gian tới thì chúng ta có thể là follow thêm để nắm thêm nhiều cái kỳ về kinh tế vĩ mô hơn và qua tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu có một cái tuần rất là biến động về phần tin tức là anh em để ý là đến thứ tư chúng ta sẽ có thông tin về CPI chỉ số lạm phát của Mỹ và hiện tại cái thông tin này là một cái chỉ số cực kỳ quan trọng mà gần như nó sẽ quyết định cho cái nhịp đi của tháng 9 này. Sau đó chúng ta sẽ có thông tin về PPI các chỉ số bán lẻ. Đấy thì gần như là tuần sau chúng ta sẽ là một cái tuần cũng khá là biến động theo tin tức vậy nên bây giờ tuần này thì nó cũng đã ít tin thành ra là thị trường nó đi sideways. Chúng ta kỳ vọng là qua tuần sau nó có tin tức và đặc biệt là sau cái thông tin về CPI thị trường nó sẽ bắt đầu chạy thì anh em lưu ý về cái lịch này thanh lý 24 giờ qua thì 41 triệu đô đã bị thanh lý và chắc chắn là vẫn là những cái lệnh bị thanh lý hai đầu cả long và cả short và đặc biệt là trong cái pha giảm ngày hôm qua thì chắc chắn là lệnh short à, lệnh long đã bị thanh lý rất là nhiều 76% lệnh long đã bị thanh lý ngược với ngày hôm trước là 76% lệnh short đã bị thanh lý thì chúng ta thấy là giai đoạn này thị trường nó đang kêu cả long và cả short cho nên nếu mà chúng ta cố gắng gồng và đặc biệt là gồng sai cái xu hướng thì rất là rủi ro rồi về cái funding rate thì hiện tại vẫn có một số các cái đồng nó đang tăng trưởng khá là mạnh để khiến cho cái chỉ số funding rate này nó đang biến động ví dụ như ở đây chúng ta đang thấy là TRB này, OGN này, UNFI này rất là nhiều các cái đồng này nó đang uh, biến động và nó sẽ khiến cho cái việc là funding rate nó âm mạnh thì anh em nào mà chuyên ném funding rate thì mọi người có thể follow thêm những cái dự án này. Tuy nhiên là cái việc đó nó cũng hoàn toàn rất là rủi ro cho nên mọi người hãy lưu ý nhé. Tỷ lệ long và short hiện tại thì Fabulous vẫn tiếp tục tăng ở trên cái uh, chỉ số đánh giá về cái tình hình của Bitcoin. Khi mà người ta đang nghĩ rằng cái chỉ số này nó đang ở vùng giá khá là thấp rồi. Hiện tại ở đây thì trong 4 giờ là lệnh short đang đạt khá là cao 52% lệnh short đấy so với 48% lệnh long thôi cho nên cái áp lực bán ở trên thị trường đối với cái giai đoạn vùng giá hiện tại rất là lớn vậy nên cái việc chúng ta đó là vẫn nên thuận theo xu hướng của thị trường thì nó sẽ ok hơn đối với các vùng order book thì chúng ta đang có là vùng order book buy đang nằm ở 25.300 khá là an toàn và vùng short cũng nằm ở 26.200 đến 26.300 đây là những cái vùng an toàn và theo mình thấy là cái chỉ số này nó thể hiện cái tâm lý là hiện tại những cái dòng tiền nó đang giao dịch ở các cái vùng giá quen entry hiện tại ở trên thị trường 25.800, 25.900 đó là những cái vùng không có quá là nhiều những cái lệnh đang giao dịch mà chỉ là những cái vùng người ta đánh nhỏ thôi và đa số cái khối lượng chờ thì anh em vẫn thấy là nó đang chờ những cái vùng khá là quan trọng và nếu trong những cái trường hợp panic sell thì thậm chí là nó sẽ quét qua luôn những cái vùng này ví dụ như là 25.300 thì vẫn dễ có khả năng là bị quét nhưng mà khả năng là đây là ngày cuối tuần cho nên chúng ta vẫn có cơ sở để đặt ở cái vùng này được Ok về cơ bản thì trong ngày hôm nay chúng ta giảm bớt kỳ vọng và chiến lược hợp lý vẫn là scalping anh em nào muốn an toàn thì chúng ta có thể là chọn những cái gì đồng có sóng rõ ví dụ như Bitcoin hoặc những cái dự án nó đã giảm rồi có rõ ràng cái xu hướng chúng ta đến thuận theo cái xu hướng chờ giá lên và tìm entry sót xuống còn đối với những anh em nào muốn đến rủi ro thì chúng ta có thể là kênh những cái đồng đang có cái độ tăng trưởng tốt tuy nhiên là những cái đồng đó mình cảnh báo là nó sẽ xả rất là nhanh cho nên nếu mà chúng ta không kịp follow và chúng ta chỉ cần quên đi khoảng 30 phút cho đến một tiếng thì đôi khi chúng ta sẽ bị cháy tài khoản trong một cái tình huống nào đó khá là bất ngờ thì đó là cái điều mà mình muốn nhắc nhở anh em rồi các cái vùng giá chi tiết hơn và các cái kèo mình sẽ tiếp tục cập nhật cho anh em ở trong telegram và mọi người hãy tham gia vào telegram và chúng ta hãy cùng nhau tương tác và trao đổi thêm ở trong đó nhé những cái câu hỏi và những cái dự án nào tiềm năng để chuẩn bị cho cái giai đoạn tới anh em có thể comment ở bên dưới video này mình sẽ đọc tất cả và sẽ có những cái phần trả lời chi tiết nhất cho mọi người chúc tất cả anh em chúng ta có một ngày cuối tuần cho dịch thật là thành công và tuyệt vời và tận hưởng một ngày cuối tuần thật là trọn vẹn xin cảm ơn tất cả mọi người